Liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước thương tâm thời gian qua. Mới đây nhất, hôm qua, tại Đồng Hới, Quảng Bình, thì hai em nhỏ khi đang đi bắt ốc không may bị trượt chân rơi xuống ao nước rồi bị nước cuốn trôi. Vâng, trước đó một ngày tại tỉnh Vĩnh Long thì cũng có 3 học sinh ở lớp 8 rủ nhau bơi qua sông thì hai em bị đuối nước thương tâm. Còn ở Đồng Tháp, tính từ đầu năm đến nay thì đã xảy ra tới 7 trường hợp trẻ em đuối nước. Nguyên nhân nào khiến cho tình trạng này lại diễn ra phổ biến như vậy? Một bãi đất trống thuận lợi cho nhiều trẻ em vui chơi. Sát bên cạnh là một ao nước nhỏ, nằm rất gần đường lộ dân cư. Ngày nào cũng có con nít tụ tập ở đây là việc quá quen thuộc. Thế nên có một đứa trẻ bị đuối nước ngay rất gần mình là chuyện mà người lớn chưa hề nghĩ đến. Không có tin. Đấy, giờ thấy ở đây rồi có mấy đứa nhỏ đâu lại hầm này chơi đâu. Tới chừng mấy nhỏ nó hô lên, chạy lại vớt lên, mò vậy thôi, bị nó kêu nó chỉ đó. Còn đây là những em đi chơi cùng với đứa trẻ 6 tuổi, không may vừa bị đuối nước. Tất cả đều còn rất nhỏ và không biết bơi. Điểm chung của những đứa trẻ đuối nước này là không biết bơi, cha mẹ đi làm ăn xa hoặc ly hôn, sống với ông bà và lỏng lẻo trong việc trông giữ. Bà ngoại nó với mà chị nó thì cũng như nghèo, rồi bà đi lụm đồ mũ, rồi bà sạn đồ mũ, rồi kia đang bán, đang kiếm tiền mua gạo rồi kia đó. Rồi cũng như sơ sẩy, cũng như hơi lâu. Rồi bà nói là nó đi vòng vòng đây, vòng cái cụm cư này đâu có hố hầm gì đâu. Rồi cái rồi có chút xíu bà cũng đi kiếm, rồi cái đó hầm như là kiếm gì. Bà quên sơ sẩy một chút, chừng 5-10 phút, 20 phút cái gì. Sự chủ quan lơ là của người lớn, đó là những nguyên nhân chính để xảy ra các vụ tai nạn thương tâm. Mặt khác, việc tuyên truyền về phòng tránh đuối nước chưa thực sự đi sâu, rộng vào đời sống người dân. Đừng để khi có vụ việc xảy ra, người lớn mới bàng hoàng, tự cảnh tỉnh lại, chuyện trông giữ con cháu của mình. Còn tại tỉnh Thanh Hóa thì cá chết hàng loạt trên sông Mã không phải do dịch bệnh. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước sau kết quả xét nghiệm mẫu cá và mẫu nước ở đây. Cụ thể là không phát hiện vi khuẩn gây bệnh hay là dấu hiệu bệnh nào khác trên mẫu cá. Mật độ vi khuẩn trong 3 mẫu nước tại sông Mã thì cũng nằm trong giới hạn cho phép. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện đã thành lập đoàn công tác liên ngành để kiểm tra toàn bộ các cơ sở chế biến lâm sản nằm dọc sông Mã. Cụ thể là kiểm tra hệ thống xử lý nước thải để xác minh xem là có cơ sở nào xả trộm nước thải khi mà sản xuất xuống sông Mã hay không. Tính đến ngày hôm qua thì đã có tới hơn 12 tấn cá nuôi lồng và gần 400 kg thủy sản tự nhiên trên sông Mã bị chết chưa rõ nguyên nhân.